Nội thì một khung cảnh hoang tàn, hàng trăm cây xanh đã bị đổ ngã khắp Hà Nội, và đặc biệt Văn Đình Phùng ngày hôm nay có nhiều cây xanh hàng trăm năm tuổi thì cũng đã bị đổ ngã chắn ngang đường. Thưa quý vị, bão số 3 đã vào. Ngày hôm qua thì lúc khoảng 4 giờ thì bắt đầu có mưa nhỏ, sau đó thì 5 giờ thì bắt đầu có gió, nhưng mà trời lớn, nhưng đặc biệt là đêm lúc khoảng 9 giờ thì gió giật lên từng gốc. Đấy, còn những cái cây nhỏ thì có những cái hàng cây nhỏ như thế này cũng rất bão. Biết bao con tim hướng về nơi xa, nơi những người thân đang kiên cường đời. Nào cánh tay, nào lòng yêu thương, cùng nhau xây lại những giấc mơ. Tiếng kêu thương vang trong trời đêm, những trái tim còn cháy ấm em cả nước chung lòng. Ta đi bên nhau, đem tình thương thắp sáng hy vọng sâu. Chung tay vì đồng bào vượt qua bão tố, tình người lớn to xóa hết nỗi đau. Chính phủ gọi cả nước cùng theo, từng ngọn gió bên mỗi rừng chân. Không chỉ riêng khu vực này mà rất nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng do bão số 3. Và hiện tại Hà Nội vẫn đang mưa do hoàn lưu sau bão. Ngay từ sáng sớm đã chia làm nhiều hướng tích cực cùng nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ngoài xử lý một số cây xanh bị bật gốc, đổ gãy gây cản trở giao thông, lực lượng ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ còn đến tận nhà một số hộ dân bị cây đổ đè lên mái nhà. Chính sự có mặt kịp thời giúp nhân dân lúc khó khăn như thế này đã để lại những hình ảnh bộ đội cụ hồ vô cùng đẹp đẽ trong lòng nhân dân. Tại các điểm cây xanh gãy đổ do bão số 3, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ dọn dẹp, trả lại cảnh quan môi trường và đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân thủ đô. Mọi thao tác đều được cán bộ và chiến sĩ thực hiện một cách khẩn trương, trách nhiệm và bảo đảm. Ở địa bàn quận Ba Đình, đối với cả khối lượng này, tôi nhận thấy khối lượng rất lớn. Tuy nhiên là cán bộ chiến sĩ tôi quyết tâm kết hợp với bà con nhân dân, chính quyền địa phương khắc phục các cái cây đổ trên các tuyến đường. Và chúng tôi đã tổ chức ứng trực 12 tiểu đội dân quân thường trực của các phường và các cái tiểu đội dân quân tại chỗ và lực lượng. Bão số 3 đổ bộ vào thủ đô Hà Nội khiến nhiều nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh đổ gãy cành, hàng chục xe máy và ô tô bị hư hỏng, gần 300 bức tường bao bị đổ, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã và đang tập trung xử lý, giải tỏa những cây xanh đổ gãy cành đã phát hiện, dọn dẹp vệ sinh đường phố với tinh thần khẩn trương để trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho thủ đô. Bây giờ là tất cả duy trì các tuyến phố Quan Thánh trục chính trước để cho thông đường cho bà con đi, vì cơn bão số 3 nó quá nặng nề, quá vất vả đến tất cả, từ cây xanh đến môi trường, tất cả đều phối hợp cùng làm. Ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội. Bằng tinh thần trách nhiệm của người lính bộ đội cụ hồ, các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và các đơn vị quân đội trên những địa bàn chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nói chung đang tích cực khẩn trương khắc phục hậu quả của siêu bão Yagi để người dân sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt. Thường về nơi xa, lời những người thân đã kiên cường đời. Nào cánh
cây đổ, nhà sập, cắt điện, cắt nước. Đó những hình ảnh để lại ấm ảnh trên tất cả chúng ta gửi xứ bão nhà hiên. Hiện tại công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các thiệt hại do bão gây ra đang được khẩn trương thực hiện ở các địa phương. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo từ nay đến ngày 9 tháng 9 tại Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to, khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân cần hết sức tập trung thực hiện công tác phòng tránh và đảm bảo an toàn ngay sau bão. Đây trong những người lan tỏa xóa hết nỗi đau. Ngày mai trời lại sáng điện mình có thể giữ ở những gì. Một khách sạn ở Cô Tô đã mời du khách và người dân có nhà ở không kiên cố trên đảo tới ở để trú bão. Quảng Ninh được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội để lại sự xúc động chuẩn bị và đối phó với ảnh hưởng của bão. Để trước khi hành quân để thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, quán triệt kỹ mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và nắm chắc cái diễn biến của cơn bão, nắm chắc cái địa bàn. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức lực lượng tham gia giúp nhân dân trăng chống nhà cửa, lưu thông. Chúng tôi nhận thấy là cái cơn bão này rất mạnh nhưng mà tích cực, đã chạm đến tâm trí tình đoàn kết, tình người của dân tộc Việt Nam. Qua những ngày mưa bão, Việt Nam ơi, ta mãi cùng bên nhau, đưa tay giúp đời, sẽ chia tình thân.